Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bài sứ điệp ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn Chúa để chia sẻ cho anh chị em làm thế nào để chúng ta có thể bước vào một cái hợp đó một cách chi tiết hơn. Anh em biết không, thành công ở trong đời không có nghĩa là thành công trong vương quốc của Chúa. Một người giỏi kinh doanh không có nghĩa rằng người ấy giỏi trong vương quốc của Chúa. Một người có tài năng hát hay, đó là đàn giỏi, có thể làm những đại hội âm nhạc lớn ở ngoài đời, không có nghĩa được Đức Chúa Trời trọng dụng trong vương quốc của Ngài. Khác nhau hoàn toàn. Một người lên lợi, giỏi giang, bằng cấp cao, nhiều địa vị trong xã hội này, chức quyền lớn, không có nghĩa xứng hợp trong vương quốc của Ngài cho những vị trí như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với anh chị một điều là cái tiêu chuẩn tuyển chọn của vương quốc Đức Chúa Trời nó khác hoàn toàn với tiêu chuẩn mà con người nghĩ ra. Đó là lẽ thật đầu tiên mà chúng ta cần phải lãnh hội để chúng ta có thể bước vào cái hợp của Ngài và làm công việc của Ngài. Tôi có một cô bạn ngày xưa học phổ thông giỏi lắm, học cùng lớp mà lúc đó khi tốt nghiệp lớp 12 thì tôi chỉ dám thi vào những cái trường nhỏ nhỏ thôi, vì mình biết tài hẹn sức mòn. Còn cô ấy thì hẳn vào trường y luôn. Bạn em biết những năm đó trường y là rất khó khăn, học phải trọt hết cả đầu lủng hết cả bụng mới vô được. Và tôi cũng học lủng hết dạ dày mới vô được, mới đầu được, khủng khiếp lắm. Nhưng mà cô ấy đậu được trường y. Sau khi cô ấy tốt nghiệp xong trường y, cô ấy được nhận vào làm ở bệnh viện phụ sản rất giỏi. Sau đó cô ấy được học lên thạc sĩ, tức là một thạc sĩ bác sĩ rất giỏi. Rồi một thời gian sau thì qua mối quan hệ quen biết, cô ấy lấy một người chồng Việt kiều, và sau đó thì hai vợ chồng đoàn tụ bên Mỹ. Rồi một thời gian ngắn tôi có liên lạc hỏi tình hình bạn thế nào. Bảo bạn ơi, sang này tôi phải học lại từ đầu mà nó mệt quá đi, bây giờ không kèo lên nổi, không học được, không tốt nghiệp bác sĩ được, thậm chí bây giờ đi đá bên Mỹ không thi được, nên giờ thôi ở nhà nội trợ. Tôi kể câu chuyện đó, ý tôi muốn nói về anh em à, thậm chí trên đất này, giữa những quốc gia khác nhau, họ cũng có những tiêu chuẩn tuyển chọn khác nhau. Anh em đang nghe không ạ? Thì huống chi là thiên đàng và trên đất, thì tiêu chuẩn nó còn khác đến nhiều nào. Đó là một kỹ sư, một bác sĩ giỏi ở đất nước chúng ta, nhưng sang cái đất nước hiện đại hơn, thì chỉ là nội trợ thôi, ta dùng. Và nhưng mà muốn gia nhập vào thì phải học lại. Vậy thì anh chị em ơi, khi chúng ta sống trên đất này và chúng ta bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không được đào tạo lại thì làm sao mà được Đức Chúa Trời tuyển chọn anh em? Không bao giờ. Đó là điều mà tôi muốn anh chị em lãnh hội hôm nay. Phải có một tiêu chuẩn. Và nhiều con cái của Chúa không hiểu cái tiêu chuẩn này, cho nên cả đời sẽ đi lòng vòng và ngạc nhiên sao cứ dùng người này mà không dùng con. Ôi con tài hơn người này nhiều, con ăn nói giỏi hơn người này nhiều, con đàn hay hát giỏi hơn người này nhiều, con đề nhiều hơn người này nhiều, mà tại sao chú không dùng con mà dùng người này? Sao chú bất công thế? Nghe anh em ạ, cái đó là cách nhìn của con người thôi. Nhưng chú nhìn khác, chú đánh giá khác, chú tuyển chọn khác. Và anh em biết không, cái điều đầu tiên kỳ cục của Đức Chúa Trời là gì? Ngài chỉ tuyển vào công ty của Ngài, con cái của Ngài thôi, không tuyển người ngoài. Thì đó là điều mà tôi thấy lạ lắm. Công ty của chúng ta trên đất này thì tuyển đủ hết, ai vô làm cũng được. Nhưng anh em biết một điều là Chúa chỉ tuyển con cái của Ngài thôi, Ngài không tin cậy người khác. Cho nên anh em muốn được Chúa tuyển không? Hãy tin nhận Chúa Giê-xu. Hãy tin nhận Chúa Giê-xu. Nếu hôm nay anh em nào đến đây chưa biết Chúa mà anh em muốn sống một đời thành công, muốn bước vào vương quốc của Ngài, muốn nắm tay Đức Chúa Trời, muốn từng ngày hoạt động trong cái cuộc đời của mình để ý nghĩa, thì anh em ơi, hãy xin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của mình. Đó là bước không. Tuy nhiên, không chỉ như vậy, khi trở thành con của Ngài rồi thì con cũng có trăm loại con, đúng không? Ngàn loại con, đủ kiểu hết. Đâu có phải là con nào cũng là con giống nhau. Thậm chí trong gia đình của mình sinh ra 7 đứa thì 7 đứa tính cách khác nhau, trình độ khác nhau, sự hiểu biết nhận thức khác nhau, cho nên phải cách đặt nó ở những người khác nhau. Vậy thì bây giờ mình muốn để chúng ta kỹ trọng vào cái công tác của Ngài, thì rõ ràng chúng ta có một cái quá trình phải đi qua.
cái quá trình tôi gọi là quá trình này là đường men của Chúa. Và hôm nay tôi chia sẻ cái sứ điệp, anh em biết nó có cái tiêu đề là sự tan vỡ. Sự tan vỡ. Sứ điệp của tôi hôm nay đến với anh em là sự tan vỡ. Chủ nhật trước tôi nói với anh em về đồng phán, cũng là một kiểu để Đức Chúa Trời nhào nặn. Nhưng hôm nay tôi nói về tan vỡ. Tan vỡ là một cái từ hình ảnh mang ý nghĩa thuộc linh ở trong Kinh Thánh. Nó mô tả một cái quá trình, một cái quá trình phá vỡ một cái gì đã ngăn trở ở bên ngoài để tuôn đổ những điều quý giá bên trong ra. Nghe hiểu em không? Tan vỡ là một cái từ hình ảnh mang ý nghĩa thuộc linh, là một quá trình đập vỡ những cái gì bên ngoài đấy để nó tuôn đổ những cái điều quý giá bên trong. Ví dụ như anh em có một chai dầu thơm rất là quý, nhưng anh không thể nào mở cái nắp nó được, một lý do là nó không mở nắp được. Và cuối cùng để sử dụng ngửi cái mùi thơm thì anh em làm gì? Đập nó ra và dầu thơm nó thơm hết cả nhà, thơm cả người khác kiểu. Thì đó là ý nghĩa của cái tự tăng vỡ. Sự tăng vỡ là rất cần thiết và vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi một con cái của Đức Chúa Trời, nếu người đó muốn bước vào công trình của Đức Chúa Trời, muốn bước vào kế hoạch của Ngài, muốn bước vào cái nhiệm vụ, cái sứ mạng mà Ngài giao cho mình, thì con người họ trước hết phải trải qua cái quá trình tập vận. Vì sao bạn chứ? Vì sao? Vì chúng ta được sinh ra trong cái thế giới tội lỗi này, chúng ta được nuôi dưỡng trong thế giới tội lỗi này, chúng ta được giáo dục trong thế giới tội lỗi này, chúng ta được học hỏi trong thế giới tội lỗi này. Có thể đó là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi anh em mới gặp Chúa. Và trong cái quá trình 5, 10, 20, 30 năm đó, anh em được hình thành một cái vỏ bọc ở trong tâm hồn của mình. Và cái vỏ đó nó ngăn trở cái sự sự quý giá của Đức Chúa Trời là đặt vào trong đời sống. Nó ngăn trở cái phước hạnh, quyền năng, cũng như cái sự đầu phục, thuận phục, khiêm nhường, hiền lành, mềm mại, nhẫn nhục, nhân từ của Chúa ở bên trong. Và chúng ta không thoát ra được. Và Đức Chúa Trời phải nghĩ rằng cái quá trình gọi là quá trình đập vỡ chúng ta, đập đi tất cả những cái điều ngăn trở đó. Và quá trình này lâu hơn đâu, nó phụ thuộc vào anh em, phụ thuộc vào anh em, phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta đã cho phép Ngài làm không? Chúng ta đã cho phép Ngài đập không? Chúng ta đã cho phép chịu đau đớn để Ngài đập không? Thì lâu hay mau nó phụ thuộc vào chúng ta có cảm tạc với Ngài không. Trong Kinh Thánh có rất nhiều những cái ví dụ, những câu chuyện nói về điều này. Và một trong những ví dụ mà tôi thấy nó vô cùng ấn tượng nhất được chép trong Công vụ sứ đồ chương 9 là gì? Tôi đọc cho anh nghe trong Công vụ sứ đồ chương 9 có một câu chuyện của sứ đồ Phaolô. Các bạn, sứ đồ Phaolô. Và tôi đọc cho anh nghe như thế này. Khi ông trở lại đạo, từ câu 1: bây giờ Saulơ chỉ hành ngâm đê và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thực phẩm, xin người được bức thơ để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho thể gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Anh em thấy mặt đây là một cuộc đời trước của sứ đồ Phaolô. Ông làm một cái nhiệm vụ rất là hân hách, đó là ông lấy những bức thư, những cái giấy ủy quyền của những người có quyền lực lúc bấy giờ để bắt chém giết bỏ tù những người di chúa. Và ông nghĩ rằng ông đang hầu việc Chúa, lại chém giết những người tin Chúa Giêsu, nhưng thâm tâm ông nghĩ rằng ông đang phục vụ Đức Chúa Trời. Ông đang phục vụ Đức Chúa Trời. Rồi câu ba: nhưng Saulơ đang đi trên đường gần đến thành Đa Mách, thần linh có ánh sáng từ trời soi sáng trong quanh người, người té xuống đất và nghe một tiếng phán cùng mình rằng: hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: ta là Giêsu mà ngươi đã bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Đây là câu chuyện của sứ đồ Phaolô đã gặp Chúa. Còn say chưa? Xuống dưới ngoài đó. Sứ đồ Phaolô gặp Chúa. Anh em thấy mà. Cho nên là ông đã ngạc nhiên. Ông hỏi là ánh sáng này ở đâu? Tiếng nói ở đâu? Và ông hỏi tiếng nói này là ai? Và tiếng nói nói rằng: ta là Giêsu mà ngươi bắt bớ. Rõ ràng ông đang bắt bớ những người tin Chúa Giêsu. Ông đang bắt bớ hội thánh của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu lại nói rằng ngươi đã bắt bớ chính ta. Và Phaolô đã té xuống. Té xuống khỏi ngựa và ánh sáng chiếu vào lạc mắt ông. Và
và sau đó anh em biết rồi đó, Phaolô biến đổi sau 3 ngày và trở thành sứ đồ vĩ đại nhất trong sứ đồ của Chúa Giêsu. Cái hình ảnh này cho chúng ta thấy điều gì liên quan đến cái sự tan vỡ đang chen. Đây là một sự chạm trán thiên thượng rất diệu kỳ. Và hình ảnh Phaolô đang cởi trên ngựa và té xuống đó, nó cho chúng ta một hình ảnh thuộc linh để chúng ta học được bài học rằng để hầu về Chúa chúng ta phải té xuống một lúc nào đó chứ. Có thể ngày hôm nay con ngựa chúng ta cởi đó là con ngựa của tiền bạc. Có thể con ngựa chúng ta cởi là con ngựa của sự kiêu căng. Con ngựa chúng ta cởi có thể là con ngựa của địa vị, danh vọng, mối quan hệ trong đời này. Con ngựa chúng ta cởi có thể là ngựa của tài trí của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn lỏi của đời này của chúng ta, muốn mạo của đời này của chúng ta, mà chúng ta đang cởi trên những con ngựa đó và chúng ta nói rằng chúng ta đang đi hầu về Chúa. Nhưng anh chị em biết không, nếu chúng ta cởi trên những con ngựa đó thì thật sự chúng ta đang đi bắt bớ Chúa. Và trong giây phút định mệnh, ánh sáng từ trời chiếu xuống và sứ đồ Phaolô đã ngã xuống con ngựa này. Ngày hôm nay có thể lắm chúng ta cần ngã xuống khỏi con ngựa của tiền bạc, danh vọng, địa vị, tiền bạc để được gặp gỡ Chúa Giêsu. Và chính giây phút chúng ta ngã xuống đó, lòng chúng ta tan vỡ ra, lòng chúng ta thấy được chính mình, thấy được mình lòng làm thế nào, thấy được mình yếu đuối ngu sụp thế nào, thấy được mình ngu dại làm sao. Như ở trong Timôthê nhất chương 1 câu 13 thì sứ đồ Phaolô ông ấy nhắc lại cái quá khứ của mình như sau anh em. Tôi đọc cho anh em nghe câu kinh thánh này, Timôthê nhất chương 1 câu 13 ông nói như sau. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, nhưng ta đã đòi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đúng lúc ta ngu muội chưa tin. Anh chị thấy không? Một người vẫn cho rằng mình đang đi hầu việc Chúa đó, nhưng rõ ràng không phải hầu việc gì cả. Và chính những con ngựa tôn giáo, tiền bạc, danh vọng, kiểu cách đời này đã đưa chúng ta đi những bước đường bắt bớ hội thánh của Ngài, làm tổn hại hội thánh của Ngài, làm ô danh hội thánh của Ngài, làm hạ đi những quyết định và sức mạnh của hội thánh Ngài. Và người đời nhìn vào và tổ tưởng tin lành là quyền phép, tôi tưởng tin lành là gì đó tốt đẹp, nhưng mà cũng đâu khác mấy tôn giáo khác đâu. Tôi thấy bọn cãi nhau, tôi thấy bọn tranh giành, tôi thấy bọn chém giết, tôi thấy bọn hung bạo và người ta bị bắt phạt. Cho nên anh em ơi, giống như sứ đồ Phaolô, một con người muốn gặp gỡ Ngài, con người đó phải ngã xuống khỏi yên ngựa của mình và nhận ra mình phạm lỗi ngu muội chưa tin, lõ lộ trầm trục thiếu thông. Đó là câu chuyện của sứ đồ Phaolô. Và sau khi ông ngã người xong, ông biến đổi hoàn toàn và ông trở thành sứ đồ. Và ông nói rằng ông không còn bàn với tin và huyết nữa, bây giờ ông chỉ biết Chúa Giêsu mà thôi. Bây giờ nay tôi sống không phải tôi sống nữa, mà Đấng Christ sống trong tôi. Anh chị thấy sứ đồ biến đổi mà đó mới sẽ thấy. Cái thứ hai, câu chuyện thứ hai nha, đó là câu chuyện của Phi-e-rơ được chép trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 33. Anh em thấy, anh em đọc sẽ thấy khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ bị đóng đinh, Ngài sẽ bị bắt bớ, Ngài sẽ bị loại bỏ, mọi người sẽ bỏ chạy hết. Phi-e-rơ vỗ ngực nói sao nhé, ai bỏ thì bỏ, con này không bao giờ, con sẽ chết với Ngài. Và Chúa Giêsu nói sao nhé, chính tên này người sẽ chối ta. Tôi nghĩ rằng Phi-e-rơ lúc đó sẽ nghĩ thầm trong bụng, thầy ơi là thầy, thầy tiên tri ở đâu đúng chứ lần này thầy sai rồi. Thầy sai lần này chắc luôn rồi, con biết chắc là con thà chết với Chúa mà, con chắc xác quyết cái lòng mà, con luôn một ngư phủ nắm tích, coi đời bằng vung, giận phát là lúc đau chém lên không quan trọng, không biết đúng sai, bằng chứng là lỗ tai không mang chung chém đứt bén có tiền lỗ tai được. Chém luôn, đó trong đường cái xe này rút kiếm chém luôn, không bảo anh em rất dữ dằn. Và ông thể hiện cái sự tự tin của bản thân, ông thể hiện rằng với cái tính nóng nảy cương cường này, ông có thể theo Chúa Giêsu, ông có thể phục vụ Chúa Giêsu, ông có thể đồng chết đồng sống với Chúa. Nhưng mà thật sự Phi-e-rơ chưa hiểu được quyền lực của sự tối tăm lớn đến mức độ nào. Phi-e-rơ tưởng rằng sức mình có thể thắng hơn ma quỷ, tưởng rằng sức mình có thể thắng hơn quyền lực của sự sợ hãi,
tưởng rằng mình có thể thắng được lính sợ hãi, nhưng không. Và trong câu tiếp theo của chương này sau, anh em thấy một điều xảy ra như thế này, tôi đọc anh chị nghe. À, trong cái đoạn cuối cùng, đó. Người rèn rũa, câu 7 tây đó nhé, người rèn rũa mà thề rằng, ta không biết người đã đâu, tức thì gà gáy. Phi-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần, đó, người đi ra và khóc lóc nặng nề. Tôi xin nhắc lại cái câu cuối, người đi ra và khóc lóc nặng nề. Ngay cái thời điểm sứ đồ Phi-rơ khóc lóc nặng nề là một người gì đó vỡ òa ra trong ông, một người gì đó khiến ông nhận biết chính mình thật tại hơn, nhận biết chính con người thật của mình, nó yếu đuối hèn nhát đến mức độ nào chứ không mạnh mẽ như mình tưởng. Anh em hiểu ý tôi nói mà, đôi khi mình tưởng mình mạnh nhưng không mạnh đâu, đôi khi mình tưởng mình tài nhưng không tài theo cái cách của Chúa đâu, đôi khi mình tưởng mình sốc sắng hăng hái nhưng mà mình không sốc sắng hăng hái đủ cái tiêu chuẩn của Chúa đâu. Và chúng ta cần một điều gì đó tôi gọi là sự tan vỡ cái vỏ của mình để tuôn chảy những điều của Chúa ra thì chúng ta mới được đúng tiêu chuẩn. Và qua hai cái nhân vật này, chúng ta thấy có một điểm chung, có một điểm chung, đó là thời điểm họ gặp gỡ Chúa, họ hiểu được chính mình, họ hiểu được sự yếu đuối ngu muội của mình, họ hiểu được sự thiếu sót hèn nhát sai lầm của mình, và họ bắt đầu sang giang đầu phục Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đầu phục Chúa Giê-xu, sứ đồ Phi-rơ đầu phục Chúa Giê-xu, và bằng chứng là ông đã trả lời đến ba lần với Chúa Giê-xu, lạy Chúa con yêu Ngài, lạy Chúa con yêu Ngài, lạy Chúa con yêu Ngài. Và ông đã được giao cho một trách nhiệm chẳng chịu. Anh chị em, đó là như vậy. Cho nên nếu như ngày hôm nay chúng ta là người được sức giàu để làm công việc này mà lòng chúng ta chưa tan vỡ, thì nên biết điều gì không? Sự kiêu ngạo và lòng kiêu hãnh bên trong sẽ quật ngã chúng ta khi chúng ta lên đến đỉnh cao. Mà quý không lắm, nó sẽ không so nên khi em đứng dưới đó, nhưng nó lừa nên lên đọc dừa rồi nó mới so. À, lên đó và xuống thì gãy chân này cả. Và nhiều người, nếu chúng ta không học để tan vỡ, nếu chúng ta không đập vỡ chính con người tự nhiên của mình, con người sáng thiện của mình, cái con người thiên nhiên tội lỗi của mình cho nó chết đi, thì khi chúng ta bước vào tiêu chuẩn của vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy mình cực kỳ là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, rất dễ sa ngã, rất dễ sai lầm và rất dễ bị loại bỏ. Anh chị em, những điều xác thịt, những điều tự nhiên, những điều tự tin kiêu hãnh của con người không được tự chọn vào vương quốc của Chúa, không được tự chọn, đó là sự thật. Và nếu như mình còn niềm kiêu hãnh bên trong thì mình hay thấy mình quá lớn, và Chúa không ưa điều đó. Tôi muốn lấy một hình ảnh để cho anh chị em lãnh hội được bài học này. Khi anh em đi du lịch, phải không ạ? Xe đang đi và anh em nhìn từ xa, anh em thấy những rặng núi, phải không ạ? Rặng núi. Từ đằng xa anh em thấy những ngọn núi này rất là nhỏ, mà có thể anh em nghĩ là ôi núi này thấp, ta đến ta chạy thôi là lên tới đỉnh chứ gì đâu. Anh em tưởng tượng đi từ xa khoảng chừng 1-2 km trên cánh đồng, anh em nhìn thấy những rặng núi nó rất là thấp, mà anh em tưởng ngồi núi đâu bình thường. Nhưng mà anh em tưởng tượng không, khi mình đến gần, chạy xe đến gần, anh em sẽ thấy sao ạ? Núi sừng sừng rất cao và chúng ta không thể leo lên được, chúng ta không thể chạy một hơi lên được. À, chúng ta lên được một nửa là chúng ta thấy thở hổn hển rồi. Và cũng một lẽ đó anh chị, bằng cái con người tự nhiên của người sáng thiện của mình, nếu mình ngắm nhìn hội thánh và Đức Chúa Trời vương quốc của Chúa từ đằng xa, thì mình sẽ nói đó là việc của Chúa mà dễ ẹt. Việc này mà tôi làm được chiếu sức mà xây dựng hội thánh cái gì dễ ẹt, tôi có thể thuyết phục người khác. Tôi nói là người ta tin Chúa ngã tới thế, tôi mà nói là người nào cũng tin Chúa, không cần phải học hỏi gì nhiều lắm, tôi có tài thuyết phục, tôi có tài hùng biện, giảng lời Chúa cái gì mà khó. Tôi đi học cũng khó rồi, là diễn thuyết mà tôi về tôi giảng tay ngay nó cứ há hốc mồm lên mà nghe. Còn việc hội thánh có gì khó, xây dựng vương quốc của Ngài có gì khó, tất cả chúng ta đều coi mọi sự dễ dàng theo cái cách hiểu biết của mình khi mình hoạt động trong thế giới tự nhiên, khi mình đứng nhìn ở đằng xa. Nhưng em ơi, khi mình đến gần Chúa, khi mình bắt đầu chạm đến chính Ngài gần ngày hơn, thì mình thấy Chúa sao nhé, to lắm, công việc Chúa bao la quá,
khó khăn quá. Và anh em sẽ nói là Chúa, ngoài này ra con không làm được gì hết. Đó là lúc mà lòng anh chị em tan vỡ. Đó là lúc thật sự từ đáy lòng anh em nói lạy Chúa, ngoài này ra con không làm được gì hết. Con đứng đây nếu ngày không cho con lời thì con chẳng nói được lời nào. Nói lập ba lập bập cả lăm cả lết người ta không nghe. Con nói được năm lời dưới ngủ hết rồi. Rồi nếu Chúa không thành lòng với con đặt tay mãi lên người ta, người ta chẳng nhúc nhích gì hết. Con làm con hết, khả con học quá quá. Về tôi cũng mặc ông xuống. Ngày xưa con vậy đó nha. Lúc con mới đi Chúa con la dữ lắm. Chúa sao tôi giảng nhảy đùng đùng la hét mà mỗi lần về như vậy là con khàn tiếng một tuần. Một tuần khỏi nói luôn. Nhưng mà đâu có phải bởi sức mạnh. Đến một ngày la hét mãi không có cái gì xảy ra mà tôi phải nói Chúa. Nếu mà hầu Chúa kiểu này chắc con chết sống. Không còn xương này chắc là cũng lao phổi chết. Các bạn lao phổi chết sống. Kiểu này chắc tiêu, chịu được. Và mình phải nghĩ lại. Ô, hóa ra là phải để cho Chúa hành động qua mình chứ không phải mình làm. Và đến điều đó thì chúng ta phải thực sự tự đáy lòng anh chị em nói được câu lạy Chúa, ngoài ngày ra con không làm được bất cứ điều gì. Cho nên trong vương quốc của Đức Chúa Trời, cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là để cho Ngài làm qua cuộc đời chúng ta chứ không phải chúng ta làm. Và rất là nhiều anh chị em chưa lãnh hội được chỗ này, nghĩ rằng đó là tôi, đây là tôi làm, đây là công trình của tôi, đây là tài năng của tôi. Hội thánh này mà không có tôi, không có bóng người đến đó. Tôi đi hội thánh này là có lợi cho hội thánh này. Hội thánh này được phước khi có tôi làm tín đồ. Và những cái công trình như vậy nó khiến cho chúng ta bị loại khỏi cái sự tuyển chọn của chúng. Anh chị em ơi, hãy đứng gần Ngài. Và một chân lý đây tôi nói là đứng gần Chúa để được tăng vỡ. Càng gần Chúa, anh em sẽ thấy mình nhỏ bé. Càng xa Chúa, anh em thấy mình to lớn, quan trọng. Nếu em càng đến gần Ngài, anh em thấy mình càng nhỏ lại và Chúa càng tăng lên. Một hòn núi ở xa, khi anh em ở đằng xa, anh em thấy một núi nhỏ bé của mình to lớn. Vậy anh em đến gần hòn núi, anh em thấy mình như hạt cát ở dưới, còn núi thì vĩ đại. Cho nên chân lý đây là gì chứ? Để được tan vỡ, hãy đến gần Chúa. Để thấy chính mình, thấy cái thân tàn của mình, hãy đến gần Chúa. Điều đó rất quan trọng chứ. Tan vỡ làm gì đó rất là cần thiết và nó rất có giá trị trong đời sống chúng ta để được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái lợi ích của một người tan vỡ. Cái lợi ích, chúng ta sẽ có một cái lợi ích trong thiên thánh thuộc linh. Trong cõi linh, chúng ta sẽ là một người quan trọng khi chúng ta trở thành một người tan vỡ. Nếu anh em chưa tan vỡ, Satan coi anh em chỉ là em bé thôi. Thế nhưng mình không nhận biết anh em. Anh em chỉ là con người tự nhiên thôi chị. Anh em có nhớ câu chuyện sứ đồ Phao-lô khi mà đi giảng đạo, giảng về danh Giê-xu, rồi có bảy con trai của Sê-va bắt chước rủ quỷ không? Anh em nhớ câu chuyện đó trong trong bộ không? Bảy con trai Sê-va cũng bắt chước Phao-lô rủ quỷ. Và bảy anh ta nói rằng bây giờ ta nhân danh Chúa Giê-xu mà ông Phao-lô giảng, ai đuổi tụi bay. Và mấy quỷ nó nói sao nha? Phao-lô ta biết, Chúa Giê-xu ta biết, còn tụi bay là đứa nào? Và đã đánh chặt chỉ còn luôn gì thôi. Cho nên một con người tăng vỡ, một con người được Đức Chúa Trời tuyển chọn thay vì mới được nhận dạng trong cõi linh. Còn ra không có, mình không có hiện diện ở đâu. Mình mới bị cái vỏ bọc của thế giới tự nhiên này nó bao phủ rồi. Mình đi lại trên đất này, Satan nó không có thèm để ý. Nó coi mình như trẻ con vậy đó. Khi anh em nghe chiến trận, anh em chỉ để ý đến những người tướng, những người mà có súng bắn vũ khí, chứ để ý chỉ mấy đường đi chơi bay kia, không cần để ý. Và cũng vậy anh chị em, muốn sống vào cuộc chiến của Chúa Giê-xu, chúng ta phải được nhận dạng trong cõi linh. Và muốn nhận dạng trong cõi linh, chìa khóa tôi chia sẻ cho anh em hôm nay là phải đến cái điểm tan vỡ. Phải đến điểm đó. Phải đến điểm đó thì khi anh em đến gần, chưa làm gì bao tuổi nó đã run rồi. Anh thấy không? Chứ làm gì hả? Chứ làm gì con đến gần? Tôi sợ. Anh dắt con nãy vừa làm chứ bỏ chạy. Chạy đi đâu rồi? Dâu này rồi chạy đi đâu? Dâu này rồi thua chạy đi đâu? Đã bước vào thánh này thì chỉ có xuống âm phủ thôi. Chạy đâu rồi? Còn thánh này hội thánh này chỉ có một cửa vào thôi, không có cửa ra. Cho nên là
Tôi mong muốn tất cả chúng ta sẽ đạt đến cái điểm tan vỡ trong đời sống tâm linh của mình, phá vỡ cái vỏ bọc của phần hồn, con người tự nhiên của mình, nghĩ theo kiểu con người, hành động theo kiểu con người, nói năng theo kiểu con người, bỏ đi để Đức Chúa Trời đến xử lý mình. Và rồi khi tan vỡ rồi thì anh em sẽ chiếu ra sự sáng với kiểu bình thường, ánh sáng được lan tỏa ra. Ngọn đèn mà bị che đi thì nó không thể phát ánh sáng, nhưng khi anh lấy cái nắp đèn đi, ánh sáng phát đi và anh em sẽ được nhận dạng. Và cái ích lợi đó nằm ở trong tên sai chương 6 đó. Chúng ta sẽ đọc chương 6 đây sang nha. Tên sai chương 6 chết như thế nào? Về năm vua Ô-xia bắt, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao xa và áo Ngài đầy dãy đền thờ, những seraphim đứng bên dưới Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh trên mặt, 2 cánh trên chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau lên tiếng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va và quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân những điều đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói, khổ nạn cho tôi, xong đời đó rồi, vì tôi là người có môi giờ giấy, ở giữa một dân có môi giờ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va và quân. Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ, đã dùng kềm ngắt nơi bàn thờ, để đến miệng ta mà nói rằng, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đồng tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó, chúng ta bắt đầu phân tích đoạn kinh thánh này. Vào năm vua Ô-xia bắt, đây là một thời điểm cụ thể xảy ra hiện tượng này. Vua Ô-xia là ai vậy nhé? Nếu anh chàng ra ở trong sử ký 2 chương 25, từ câu 1 đến câu 4, anh chàng sẽ thấy Ô-xia là một vị vua lên ngôi từ năm 16 tuổi và ông rất trung tín với Chúa, ông kêu mến Chúa, ông khôi phục lại cái đức tin và lòng tin kính của dân Israel và ông chiến thắng và xây dựng được rất nhiều điều ở trong đất nước của Ngài, của Chúa. Ông là một người mà Chúa rất yêu. Nhưng anh em đọc tiếp sẽ thấy ở câu 16 trong sự ký 2 chương 25, khi người được cường thạnh rồi thì lòng người trở nên yêu ngạo. Khi người được cường thạnh rồi thì lòng người trở nên kiêu ngạo. Và cái hành động kiêu ngạo của vua Ô-xia làm ở chỗ nào? Ông nghĩ rằng ông lớn quá rồi, ông quá to rồi, ông làm vua ông được không? Cho nên mấy thầy tế lễ đi về sẽ bỏ cái đi. Bây giờ ta vô ta dâng tế lễ cho Chúa luôn, không cần tụi bay nữa, tốn tiền thôi. Và khi ông vô dâng tế lễ thì sao nhé? Phun suốt rồi. Và ông đã bị chết vì bệnh phun đó. Cho đến ngày ông chết, ông không ra khỏi cái phòng, ông bị quyền riêng luôn, tách biệt khỏi cộng đồng luôn. Vua Ô-xia đã chết vì sự kiêu ngạo của mình, cho mình quá lớn, khinh thường lời của Đức Chúa Trời. Ông nghĩ rằng ông đã thịnh vượng, ông được ơn, ông được Chúa yêu, ông được người dân trọng vọng, cho nên có thể ông sẽ lớn hơn lời của Chúa. Nhưng tôi xin thưa anh chị em, không có một con người nào trên đất này, dù là giàu sang địa vị danh vọng, dù là quyền thế cỡ nào, thì con người đó cũng ở dưới lời của Đức Chúa Trời. Không có người nào mà nói rằng tôi là trường hợp đặc biệt, cho nên chắc lời Chúa không áp dụng cho tôi đâu. Tôi đặc biệt, không có đặc biệt. Lời Chúa một chấm một nét và ngàn ngàn đời không hề thay đổi. Và ở đây vua Ô-xia đã chết vì sự kiêu ngạo của mình. Như vậy chúng ta có thể thay câu kinh thánh này như sau nhé: về năm vua Ô-xia ban, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao xa và áo Ngài đầy dãy đền thờ. Bây giờ anh em chú ý nghe tôi nha, tôi sẽ thay nè, anh em chú ý nghe. Về năm lòng kiêu ngạo chết đi, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao xa và áo Ngài đầy dãy đền thờ. Anh em có lãnh hội được điều gì ở đây không? Vào năm cái lòng kiêu ngạo chết đi thì tôi thấy Chúa. Tại sao người ta không thấy Chúa? Tại sao nhiều người không thấy Chúa? Tại sao tôi cầu nguyện mãi không thấy Chúa? Mà tại sao có người gặp Chúa? Có một điều gì đó cần xử lý nhé. Có một điều gì đó phải chết đi để tôi được thấy Chúa. Và tôi gọi đó là lòng kiêu hãnh của con người. Chúng ta kiêu ngạo nhiều cách lắm. Mà có thể là gọi là sự khiêm nhường giả tạo. Chúng ta kiêu ngạo ẩn có, lộ diện có, tỏ đường có, kín dấu có.
bản chất của chúng ta được sinh ra trong sự kiêu căng mà. Satan chết vì sự kiêu căng, Satan sa ngã vì sự kiêu căng, và bản chất của Satan bây giờ nó áp xuống cho toàn thể nhân loại. Và bất cứ con người nào sinh ra chẳng ta biết không, tôi hồi thai trong tội lỗi, và lòng kiêu căng nó đã ở được trong bào thai. Khi chúng ta ra đời, chúng ta học hành, chúng ta lớn lên, nếu chúng ta đạt được một chút thành tích nào đó, chúng ta bắt đầu thấy mình quan trọng, chúng ta thấy mình rành khả năng. Giống ngày xưa khi tôi chưa có Chúa, hên may đi buôn tiền, kiếm được chút tiền mấy chục ngàn, và tôi bắt đầu dám đi, nó thay đổi vậy mà trước đi vậy, có tiền rồi đi vậy, khác liền. Cho nên tiền bạc, chân phận, địa vị khi nó vào bắt đầu nó thay đổi con người, khiến cho mình trở nên quan trọng. Mà thật chắc á, mình vẫn là mình thôi, mình có thay đổi gì đâu, chẳng qua là mặc cái áo khác, mang đôi giày khác, đi cái xe khác, và tài khoản ngân hàng thì nó nhanh lên thêm mấy số không vậy thôi. Thế mà mình thay đổi tâm lòng, nói năng khác, cư xử với người ta khác. Trước mình còn nghèo hèn, gặp ai bắt tay vui mừng, còn có tí tiền đã tí danh vọng rồi, chỉ bắt người nào đi mạc với đi MPW thôi, còn mấy người kia đi cho khác chơi, không thèm nhìn được. Anh em thấy mà. Cho nên điều đó nói lên gì ạ? Cái gốc rễ kiêu ngạo nó sống bên trong con người, chẳng qua mà nó chưa có cơ hội để bày tỏ thôi. Và ở đây, cái năm mà lòng kiêu ngạo chết, thì tôi thấy Chúa ngồi trên hoàng cao xa. Bởi vậy anh em ạ, khi một con người đi đến chỗ tan vỡ, người ta được một cơ hội rất lớn, đó là được thấy Chúa, được bước vào cõi linh, nơi đó đem gặp và chiêm ngưỡng sự vinh quang của Đức Chúa Trời, nơi đó đem được nghe những chiến lược và những cuộc trò chuyện của Chúa cho trái đất này. Anh em được nghe những kế hoạch của Đức Chúa Trời cho thành phố này, cho quốc gia này, cho trái đất này, cho tương lai, cho năm sau, năm năm sau. Anh em được nghe. Cho nên ở trong câu chuyện chúng ta vừa đọc, rõ ràng có một kế hoạch được thảo luận trên thiên đàng cho trái đất. Anh em thấy không? Ta sẽ xây lại đi. Rõ ràng các thiên binh thiên tướng, Chúa Trời, con Bạch Linh đang ban bạc kế hoạch của Ngài cho đất. Nhưng nếu như chúng ta không được bước vào, thì làm sao mà mình có thể nói được câu xin hãy sai con anh chị em? Sao nói được không? Anh em nói không ai nghe, đúng không? Nói không ai nghe. Nếu chúng ta không bước vào cái sự vinh hiển và sự hiện diện của Chúa, anh em có nói một ngàn lời Chúa ơi sai con, thì Chúa cũng bảo ta nghe đâu? Chẳng nghe gì. Ê sai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao xa, Ê-sai được cảm hóa bởi Thánh Linh, bước vào sự hiện diện vinh hiển của Ngài, và nơi cái ngặt cửa lúc đầu đó. Ngặt cửa là gì anh em nghe không? Ngặt cửa là cái ranh giới giữa cõi thật và cõi linh. Cõi thật và cõi linh, anh em đang sống trong cõi này, tôi gọi là cõi tự nhiên, nhưng nó có một cái ranh giới, nó có một cái nơi, mà cái nơi đó người ta có thể bước vào cõi linh. Tôi gọi đó là những cái cổng, những cái cửa. Tại sao những người thầy tâm linh, người ta hay đến núi cao, người ta hay tìm đến chỗ linh thiêng, người ta hay tìm đến chỗ này chỗ kia? Tại sao Kinh Thánh nói là Đức Giê-hô-va hiện ra ở Si-lô? Vì Si-lô là cái cổng, nơi đó có người ta bước vào các cửa chủ, nơi đó người ta tiếp xúc với thế giới thần linh. Ở đây ngăn cửa rất đậm, và Ê-sai đã được đưa vào trong cõi linh, và nơi đó ông nghe được kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cho nên chị em ơi, tấm lòng tan vỡ khiến chúng ta có cơ hội để bước vào vinh hiển và tham gia một kế hoạch của mình. Nếu ngày hôm nay chúng ta ngồi đây và chúng ta ao ước Chúa ơi, hãy dùng con, Chúa hãy dùng con để chữa lành cho đất nước này, Chúa hãy dùng con để cứu rỗi đất nước này, Chúa hãy dùng con để cứu thành phố này, thì anh em ạ, hãy nghe lời tôi khuyên, sức chúng ta không làm được đâu, chỉ có thần linh của Ngài hành động qua chúng ta mới làm được. Và muốn được điều đó, anh chị em ơi, hãy tan vỡ cuộc đời của mình. Chỉ có cách đó, không có một cách nào khác hết. Tôi nhìn lại cuộc đời của mình đi với Chúa bao nhiêu năm, tôi nhìn ra một điều, đến một điểm mà lòng tôi tan vỡ với Chúa, đến một điểm mà tôi quỳ gối xuống, tôi nói Chúa,
bao giờ con không cầm giữ cuộc đời con nữa. Nhưng con tha cho Ngài. Thật sự Chúa, Ngài sai con điều gì, con làm điều đó. Ngài nói có điều chi, con thực hiện điều đó. Tất cả bây giờ con nghĩ về Ngài, suy tưởng về Ngài, phục vụ Ngài. Con cũng như con Ngài chết đối với thế giới này. Khi tôi đau phục Ngài, khi tôi nói với Chúa những điều như vậy, thì anh chị em biết không, Chúa bắt đầu biết Ngài và đến với cuộc đời của con. Chúa bắt đầu trò chuyện, Chúa bắt đầu nói, Chúa bắt đầu bày tỏ những kế hoạch của Ngài, những cái điều mà Ngài cần trên cuộc đời của mình. Còn trước đây tôi vẫn thân thái hầu việc Ngài, tôi vẫn làm điều này làm điều kia, nhưng giống như người chạy đường dài vậy đó, một mình một người cứ thế học thôi. Chúng ta không thấy được Ngài hành động, chúng ta không thấy được Ngài đi cùng mình, chúng ta không thấy được những cái điều mà Đức Chúa Trời bàn tay của Ngài qua cuộc đời của mình. Mặc dù mình vẫn đang hầu việc Ngài, mình vẫn đang nói rằng tôi đang phục vụ Ngài, nhưng chị ơi, đúng cái thời điểm mình tan vỡ tấm lòng, đúng cái thời điểm mình thầm lặng nói rằng Chúa ơi, tay này của Ngài, mắt này của Ngài, tay này của Ngài, mềm con là của Ngài, thân xác con là của Ngài, lạy Chúa cho con, tiền bạc con cũng của Ngài, nhà cửa con cũng của Ngài, tất cả Chúa ơi hãy sử dụng như Ngài muốn, và nhất là tấm lòng con. Nếu không có Ngài, con sẽ không khởi sự làm bất cứ điều gì. Và anh em biết không, lúc đó Đức Chúa Trời bắt đầu ra mặt. Thông điệp tôi gửi đến cho anh em là gì? Nếu anh em muốn bước vào công trình của Ngài, hãy đáp ứng tiêu chuẩn tuyển chọn của Ngài. Tiêu chuẩn tuyển chọn của Ngài đầu tiên là hãy tin Chúa Giêsu để được tái sanh và đổ đầy Đức Thánh Linh. Tiêu chuẩn thứ hai của Ngài là con người đó phải đến cái điểm để tan vỡ cuộc đời mình cho Ngài. Tan vỡ. Chúa Giêsu nói, nếu một người đến với ta mà không liều mình bắt thật tự giá mình theo ta, thì không xứng là một đồ của ta. Nếu một người đến với ta mà không bỏ tất cả mọi sự mình có, thì không thể nào là một đồ của ta. Luca, em nhớ vào Kinh Thánh đâu ạ? Nhưng đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta xem nhẹ những tiêu chuẩn này của Chúa, chúng ta nghĩ chắc Chúa nói chơi thôi, chứ con thấy con có bỏ gì đâu mà vẫn hầu về Chúa như thường. Đấy, nó bỏ gì đâu, từ ngày đi với Chúa con được thơm chứ con chẳng bỏ gì cả, mà vẫn hầu về Chúa đấy. Thế anh chị em ạ, Chúa nói điều có ý của Ngài. Thế nào là hầu việc Ngài? Đó là câu trả lời chúng ta cần phải tìm. Thế nào là hầu việc Ngài? Đúng như sứ đồ Phaolô định nghĩa, hầu việc Ngài trong thời đại Tân Ước là để cho Đức Thánh Linh vận hành qua đời sống của Ngài. Đó là hầu việc Ngài. Bất kể kế hoạch nào, bất kể công việc nào, dù là việc từ thiện, dù là việc thanh viên, dù là việc giảng dạy, dù là việc truyền giáo, dù là việc chữa lành, dù là việc giải cứu, dù là việc đi cứu trợ, tất tần tật những việc đó phải xuất phát từ mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong đời sống riêng tư của anh em, chứ không phải người A người B làm mà mình bắt chước làm. Không phải, cái đó không phải, cái đó không phải. Cho nên lời Chúa nói rằng không phải những người nào lạy Chúa, lạy Chúa là được vào thiên đàng, nhưng chỉ những người nào làm theo ý của Cha ta trên trời. Cho nên khi một con người đi vào cái điểm tan vỡ, người đã bắt đầu sang gian nghe được tiếng của Chúa. Ê-sai nghe được tiếng Chúa. Anh em đọc kỹ từ chương 1 đến chương 5, anh em sẽ thấy Ê-sai vẫn đang làm tiếng trí. Câu Kinh Thánh thuộc lòng hôm nay anh em đọc, ông nói ra đó. Nhưng mà thật sự đến chương 6 thì ông mới gặp gỡ Đức Chúa Trời. Đến đây thì ông mới thấy sang gian. Ông thấy ra bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, sẵn đời tôi rồi. Lúc anh em gặp gọi Chúa, anh sẽ hô lên rồi xong đời tôi rồi, xong mai mua hồng thôi, chuẩn bị tiền, đúng không? Ông nói đấy, ông nói xong đời tôi rồi, tôi gặp gọi Chúa rồi tôi, nhưng đời tôi kết thúc rồi. Nhưng tại sao đời ông không kết thúc? Một người gặp gọi Đức Chúa Trời chân liệt, nhưng tại sao đây ông được kết thúc? Ông bị kết thúc và ông đè ở đây không chứ. Cho nên khi Ê-sai nhìn ra cái thực trạng thuộc linh của mình, thấy được cái tình trạng thuộc linh hư đốn của mình, thấy được cái sự ô uế rõ ràng của mình, thì ngay lúc đó ông được Đức Chúa Trời mua chuộc vào thành này. Ông được lửa từ bàn thờ tràn vào và lõi ông được. Anh chị em, anh chị em mình chỉ được tha tội khi mình
thấy thực sự chính mình, không phải đứng lại nói là Chúa con ăn năn, phải vậy không? Mà phải tự đại lòng là Chúa con là người dân giấy thực sự, con là người ô nhơ thực sự, con là người mà bây giờ ngày hôm nay ngày không tại sao con là người chết thì con không thể sống được. Thấy ông thầu thuế lên đền thờ ông nha, ông làm gì đánh ngực ông nói, ông nói Chúa thương xót con là người có tội, con dám ngước mặt lên. Còn Pharisee thì cầu nguyện sao nha, lạy Chúa con cảm ơn Ngài, con giáo thành kia đó, con dân hiến 1/10, con đi nhà thờ đầy đủ, con ngồi đúng số ghế, con đi đúng người nữa, con ngồi ở đây. Nhưng mà Chúa nói là về nhà đó, cái thằng kia được tha thứ, còn anh này không được tha thứ. Cho nên con người chỉ được tha thứ khi con người nhìn thấy thực trạng của mình. Khi lời sai gặp Chúa, lời sai nhìn thấy thực trạng thuộc lý của mình, ô uế trầm trồ, mặc dù ông là một tiên tri. Ngày hôm nay tôi không cần biết chức vụ mình là gì ở trong hội thánh, trong giáo hội. Có thể mình được gọi là mục sư, là truyền đạo, là tổng hội, là gì đó đủ thứ, không quan trọng. Quan trọng là cái thực trạng của mình được bày tỏ trước Chúa như thế nào. Tham gia quan trọng là khi Chúa hiện diện á, mình thấy sao? Khi ánh sáng của Chúa chiếu vào, mình đã la lên không? Hay là mình nói như Pharisee thầy thông giáo, là Chúa con sạch lắm Chúa, có một chút dơ thôi. Đôi khi nói như vậy. Cho nên ở đây Lê Xây thấy thực trạng của mình, và lỗi ông được tha, ông được thanh tẩy, ông được mua chuộc, ông được cất bỏ tội lỗi. Và câu 8 nói rằng đoạn tôi nghe Chúa phán rằng. Anh em thấy không? Nhiều người hôm nay ao ước nghe tiếng Chúa, nhưng mà giảng trên núi Chúa Giê-xu cho chúng ta một chìa khóa. Chìa khóa gì? Người nào có lòng trong sạch thì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Vấn đề ở tâm lắm. Vấn đề không phải là mình lên núi cao, vấn đề không phải là mình kiếm chỗ nào có người, vấn đề là mình bắt cái tâm thanh, phải vấn đề đó. Vấn đề là tâm lòng của mình được thanh tẩy chưa. Mà muốn tâm lòng mình được thanh tẩy thì chúng ta phải đi đến cái điểm tan vỡ và nhìn thấy chính mình. Con yêu đuối lắm Chúa, con thật sự bất toàn lắm Chúa. Trước mọi người con tỏ ra mạnh mẽ, thật sự là con cũng có nhiều tội lỗi kín dấu trong Chúa. Trong phòng kín đâu ai thấy, chỉ Chúa thấy. Có người nói tôi làm cái này không ai thấy, nhưng mà nói anh em cả hai người thấy, Chúa thấy và anh em thấy. Anh đây cho nên ông truyền đạo anh em đọc cuộc đời của ông, khi ông giảng đạo ông chữa lành ông làm cho rất nhiều người, nhưng mà ông thấy cái tình trạng bất toàn yếu đuối của ông, và ông quyết định Chúa ơi con sẽ tấm mình, con kiên ngang, con tìm kiếm Ngài, phán cho con phải nghe được tiếng của Ngài Chúa. Và khi ông ngất mình trong tủ như vậy ông cầu nguyện, thì Chúa hiện ra và phán cho ông 13 tội lỗi của ông. Và Chúa nói con hãy xử lý 13 vấn đề này, thì rồi dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra trên đời sống của con. Thấy không? Một người có thể tưởng mình đã xong rồi, nhưng không xong đâu. Có thể hôm nay anh chị gặp gỡ Chúa, tán gỡ Chúa, mà Chúa phán anh em là con còn 100 điều cần phải hành thích. Có người con còn 1001 điều cần phải hành thích, thì phải ghi chép xuống đây. Xử lý sạch sẽ. Thì lúc đó anh chị biết sao? Đoạn tôi nghe Chúa phán rằng. Cho nên nếu như cái lỗ tai mình bình thường thì mình đâu có cố gắng để nghe người bên cạnh nói phán nhé. Ví dụ bây giờ tôi lỗ tai cho anh bình thường, anh em đứng đây nói, tôi đâu có cố gắng. Ủa, bây giờ mình cố gắng mình nghe anh này nói gì, đâu cần cố gắng, tự nó nghe thôi nhé. Tự thôi. Nếu bắt anh em bình thường thì tự nó thấy thôi, chứ đâu bây giờ cũng cố gắng nhìn cái thôi. Không cố gắng. Vậy thì con người bất thường quá. Con người thuộc lên cũng vậy. Nếu như thật sự tấm lòng anh chị được thanh tẩy bởi Chúa, anh em đến cái chỗ tăng bộ đâu làm nghe, anh em nghe Chúa một cách tự nhiên, rất tự nhiên. Anh em vào phòng cầu nguyện mà Chúa đồng phán, Chúa tỏ điều này điều kia rất tự nhiên, như những con người nói chuyện với nhau thôi, đâu có phải nói được đâu, đâu phải sử dụng. Bây giờ con thiền tí được chăng, Chúa phán nghe con thiền, bán thầy chùa mới thiền, mình cũng cần thiền. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta học bài học ngày hôm nay, trong những bước mà Ê-sai thật thánh. Tôi nhắc lại nha, lòng kiêu ngạo phải chết đi thì chúng ta cũng phải thay Chúa. Đó là cái điểm chân lý số 1. Chúa đưa chúng ta đến những cái hoàn cảnh để tan vỡ. Tan vỡ là để lòng kiêu ngạo mình chết đi. Mình không thấy mình quan trọng nữa, mình không thấy mình to tát nữa, mình không thấy mình là số 1 của đời này nữa, mình không thấy rằng là mình là một con người gì đó mà nó rất là quan trọng mà người ta phải cần đến mình nữa. Nhưng mình sẽ thấy mình là không có mình chờ ông đâu. Điều tôi đó, không có mình chờ ông đâu.
Khi mình thấy mình chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, khi mình thấy mình, Chúa ơi, lại Chúa cho mình tham gia là một phần nhỏ thôi trong kế hoạch của Ngài, Chúa, mình thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, bất toàn, thì mình đến điểm tan vỡ và lòng kiêu ngạo bé chết đi. Khi lòng kiêu ngạo chết đi, anh em sẽ thấy Chúa. Khi anh thấy Chúa, thì những ô uế bên trong lộ ra. Nếu anh em không thấy Chúa, anh em thấy mình sạch lắm. Ngày xưa tôi cũng vậy, khi mình chưa gặp Chúa, mình thánh khiết ghê rồi chứ, thánh cũng hơn tất cả mấy người khác nhiều thánh. Ít nhất mình cũng sinh viên, được đi du học, các bạn thông minh hay không phải ngu dốt gì, kiếm tiền cũng giỏi đó. Rồi mình mua mang giáo nhỏ ai thánh, thấy mình rất thánh. Nhưng mà em ơi, khi gặp lại Chúa rồi, đúng nói ý về sai nói lại Chúa ấy còn dơ dãi quá, dơ hơn con lợn ý mà kia. Sống rất là bậy bạ, trong tấm lòng chịu động cơ tất cả mọi thứ được trải ra, bày ra ăn năn trước mặt Ngài và Chúa tẩy sạch. Chúa tẩy sạch, Chúa dùng lửa của Ngài tẩy sạch. Và lúc đó anh chị bắt đầu nghe được tiếng của Chúa và anh em sẽ tham gia vào kế hoạch của Chúa Trời. Để sai nói sao? Có con đây, xin hãy sai nói. Chúa đâu có mời Ê-sai đâu. Cho nên tôi rất thích điểm này. Các người nói sao Chúa không kêu gọi con? Chúa không kêu gọi. Mà bây giờ ta có một kế hoạch như thế này, đứa nào giơ tay hả? Ai giơ tay trước thì vô. Ê-sai nghe kế hoạch đó, Ê-sai nói sao? Sai nói đi Chúa ơi, con đây, con đây. Chúa thích những người như thế. Cho nên có những người mà mời mấy đứa không? Không thấy không? Không được. Chúa thích những người tổng đẳng bước vô, lấy Chúa. Công việc của Ngài như thế này, con muốn tham gia Chúa ơi. Con sẽ tham gia vào kế hoạch này Chúa. Chú mời à, tiếng hai tiếng không có chú mời người khác à. Lúc đó là mình trọng mất cái kế hoạch, trọng mất cái thật. Cho nên chị em, tóm lại sứ điệp ngày hôm nay, tôi muốn chuyển tải đến hội thánh điều gì? Một, thành công trong đời này không có nghĩa là phù hợp trong vương quốc của Chúa. Những cái gì mình sử dụng được, ứng dụng được, kết quả được trong đời này không có nghĩa là có thể đem áp dụng trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn của Ngài. Điều thứ hai mình học được là tiêu chuẩn của vương quốc Đức Chúa Trời đầu tiên phải trở thành con cái của Ngài, được bắt tên thánh linh và được tái sinh. Điều tiếp theo là cần tan vỡ tấm lòng, nghĩa là sự kiêu ngạo, lòng kiêu hãnh phải chết đi, chết đi. Mình không thấy chính mình nữa, đi đâu cũng thấy Chúa. Mình thấy Chúa trong anh em mình thấy Chúa trong hội thánh, mình thấy Chúa trong người nọ người kia, à, mình không còn so sánh được, mình không còn so sánh gì nữa. Đi đâu thấy Chúa, cảm ơn Chúa, ôi Chúa hành động con người như này, ôi con bổ tay cảm ơn Chúa. Còn mình chưa chết sao vậy? Nó sẽ nói sao? Sao con này được ơn mình được ơn nhỉ? Tức học máu vậy, kiểu đó chưa được. Khác vậy. Ôi có thể các con nói lên là có đấy, nhưng mà không có đâu. Sự thật đó là gì đấy? Khi chúng ta chưa chết niềm kiêu hãnh, chúng ta sẽ ganh tị như Sao-lơ ganh tị David vậy. Còn khi lòng kiêu hãnh chết rồi, chúng ta sẽ mổ tay cho Chúa Giê-xu. Bất kể Chúa làm điều gì, bài quyển của người ta được ích lợi, được danh Chúa, chúng ta mổ tay cho Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Chúa vì chúng dân hội thánh này, con cảm ơn Chúa vì chúng dân về tới này, con cảm ơn Chúa vì chúng dân anh em con được phục vụ Ngài. Cảm ơn Chúa. Đó là người tăng vào. Anh em hiểu lý do không? Lòng kiêu hãnh phải để chúng ta nhìn đâu cũng thấy Chúa. Và ngay khi lòng kiêu hãnh chết đi, anh chị em bắt đầu thấy và bước vào vinh hiển của Ngài, bước vào ngai vàng của Ngài, bước vào cái phòng chiến lược của Đức Chúa Trời. Tôi gọi là phòng chiến lược đó. Trong cái phòng đó, Chúa và các thiên binh thiên tướng đang bàn kế hoạch trên thiên đàng cho trái đất này. Ai biết đâu được Chúa đang bàn gì cho thành phố Sài Gòn này. Có thể bây giờ Chúa đang họp một cuộc họp bàn cho Sài Gòn này. Chúa đã nói 15 triệu dân ở Sài Gòn này phải được cứu. Bây giờ ta sai ai đi đấy? Ai có thể làm được điều này hết? Thì nếu như chúng ta là những người tan vỡ và bước vào phòng chiến lược này, chúng ta sẽ nói với Chúa, lạy Chúa, con này, con xin làm một phần nhỏ để đưa 15 triệu người tại Sài Gòn này lên thiên đàng. Anh em có hứng thú với cuộc đời này không? Tôi thấy rất hứng thú. Amen. Tôi thấy rất hứng thú. Và Chúa tập để trong lòng tôi là thành lập hội thánh tại Sài Gòn này, cho người dân Sài Gòn này,
để cho những người ở đây phải biết Chúa Giêsu. Cho nên hồi tháng mình ngồi đây trăm mấy, trăm bảy, trăm tám người, trăm hai người ăn thôi gì so với 15 triệu. Wow ơi, mỗi lần tôi đi ra đường, tôi đi xe máy ra đường mà chạy gì mà luôn luôn sao nó giống tiếng lửa vậy chứ. Anh em mới bỏ tiếng lửa phi lên chạy cứ luôn luôn cái sáu người đó bao nhiêu dữ ấy. Đi gì mà sáng đi trưa đi chiều đi, hai giờ đây cũng đi mà đường cứ như vậy, rồi họ đi đâu vậy chú? Mà sao tao hỏi sao mà tôi mới nghĩ là sao mình cũng đi đâu vậy. mình đi đâu đây thì họ cũng đi vậy thôi. Nhưng mà tao nghĩ Chúa họ phải biết Chúa đâu lên tiếng ra đi đâu vậy mà người quá nhiều người còn ngồi thân thì ít quá chú. Anh em ơi, tôi tin rằng thiên đàng đã bắt một kế hoạch cho thành phố này. Anh em và chúng ta định mua sẽ tham gia vào kế hoạch đó. Tôi đang anh em mình tham vào, anh em mình hào lòng, anh em mình khiêm nhường, anh em mình ủng hộ nhau, nói tốt về nhau, hãy vui mừng trong công việc Chúa trong, hãy ai làm lời cho đăng ký sảy bỏ tay vui mừng cho người đó. Anh em nhé. Ôi, nếu chúng ta sống được như vậy, không cần ho hào việc một khỏi thánh tự làm việc một cả em. Việc gì phải hốt, việc gì phải tốn tiền mở nhà hàng, ăn nhà hàng rồi mới hiệp một, không cần tốn. Ngồi ở nhà và hiệp một được. Anh em. Đó là vấn đề của chúng ta. Cho nên tôi nói lại là vấn đề là xử lý tấm lòng. Tấm lòng mình xử lý tấm lòng đi thì tự lòng mình sẽ trở thành một ứng cử viên sáng giá trong cõi thuộc linh. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ cho anh em là khi chúng ta đã được tan bỏ tấm lòng và bước vào vinh hiển của Chúa thì anh em được nhận dạng trong cõi linh. Điều này rất quan trọng, anh em hãy ghi nhận chi tiết này. Nếu anh em muốn phục vụ Đức Chúa Trời, anh em phải được nhận dạng trong cõi linh. Anh em mà không được nhận dạng trong cõi linh thì anh em chỉ làm việc cõi tạm này thôi. Cõi tạm này cũng đầy người đấy thôi, đầy người đi làm công nhân, đầy người đi kiếm tiền, đầy người đi xây nhà, đầy người đi đủ thứ. Thì công việc hồi tháng nó cũng ngán ngán như thế. Và mình tưởng rằng mình đang làm việc thiên đàng. Không đâu, chỉ những người được nhận dạng trong cõi linh mới là những người đang làm việc thiên đàng thật sự. Thấy được kế hoạch của Đức Chúa Trời và làm theo chi tiết bản vẽ của Đức Chúa Trời. Đó là người phục vụ thiên đàng. Cho nên khi anh em bước vào vinh hiển và trò chuyện với Chúa, anh em là người cõi linh nhận dạng. Nếu xin xuất hiện ra, hỏi biết là nó biết, ta biết. Nếu xin xuất hiện ra, hỏi biết sứ đồ nhanh không? Biết. Giờ ông ngồi trên thiên đàng á, ông đang điều hành, ông nhìn thấy hội thánh của Chúa. Biết sứ đồ thôi không biết, biết sứ đồ phi đâu không biết. Hỏi người nào biết? Hỏi biết anh A là hội thánh nhà muôn dân mà không biết. Không biết, bởi vì chưa tăng bỏ, chưa gặp vào sự vinh hiển. Cho nên đây đó là điểm thứ tiếp theo mà tôi muốn nói cho anh em. Hãy để cho cõi linh nhận dạng anh chị. Chúng ta bước vào kế hoạch của Ngài. Ok. Anh em có thấy được ích lợi về những gì tôi chia sẻ buổi sáng nay không? Hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu được một vài điều cơ bản để chúng ta trở thành người hầu việc Chúa thật sự. Hầu việc Chúa thật sự. Tôi nghĩ là vậy. 27 năm, 30 năm tôi đi với Chúa, tôi mới học được bài học rằng có một số điều chúng ta cần phải thay đổi và được đào tạo lại. Vì chúng ta sinh ra trong một cái bối cảnh mà hội thánh đã đánh mất đi cái quyền năng ban đầu của Đức Chúa Trời. Hội thánh đã trở nên điêu đứng, hội thánh trở nên bụi lạnh, hội thánh trở nên truyền thống và tôn giáo. Và chúng ta tin Chúa trong cái môi trường đó, chúng ta được giáo dục trong môi trường đó, chúng ta suy nghĩ theo cái kiểu đó, cho nên làm cho con người chúng ta thêm một cái lớp vỏ bọc nữa. Và ngày hôm nay cảm ơn Chúa khi chúng ta còn nhìn thấy những điều diệu kỳ của Đức Thánh Linh đang vận hành khắp nơi. Và chúng ta may mắn được bước vào cái dòng chảy đó. Năm 2018, tôi may mắn được sang nhà hội Lagos, Nigeria, dành trước ạ. Và tôi vẫn nghiệm rằng đây là dấu ấn trong cuộc đời của mình. Đây là cái điểm mà đã biến đổi cả cái suy nghĩ cũng như cái cách chất hầu nghị Chúa của mình. Đây là cái điểm mà tôi gọi là ân điểm và đặc ơn rất lớn của Đức Chúa Trời. Nếu như năm 2018 không đi được thì năm 2019 Covid sao đi chứ? Căng thẳng. Và nhiều cái sẽ bị bê trễ. Thời gian thì cứ trôi, còn cuộc sống của mình thì nó có phải mãi mãi. Cho nên tôi nghĩ rằng khi mình được sang đó, được tận mắt chứng kiến một hội thánh đúng nghĩa như hội thánh công vụ các sứ đồ, một hội thánh có quyền năng phép lạ và sự vận hành của chính năng thức Đức Thánh Linh hành động trong hội thánh, tôi thật sự rung động trong người. Bạch Chúa ơi, Việt Nam cũng cần như thế này nè, chính quyền tôi triệu đồng bào cũng cần thế này nè, họ mới được cứu được. Con hướng đi nói chúng ta hoa trên trời không cứu được ai, mệt lắm. Phải có thần của Chúa bằng anh, phải để cho thiên đàng hạ xuống trên đất và đụng vào cuộc đời của họ, biến đổi họ.
chữa lành, họ thay đổi, họ đuổi những con quỷ trong đời sống họ đi, họ mới mở mắt thấy Chúa được. Amen chị em. Cho nên tôi sang đó, tôi nghĩ rằng đây là ân điển của Chúa và được tặng ngày hôm nay tôi vẫn cầu nguyện đã ơn Chúa. Tôi nói Chúa ơi, trong cuộc đời con là người châu Á châu Phi mà được gặp ông châu Phi châu đen đó là chuyện lạ không? Đi 19 tiếng đồng hồ để gặp là tôi nghĩ đây không phải là cái chuyện ngẫu nhiên nữa rồi. Đây là một sự sắp xếp thiên thượng. Đầu tiên là một sự sắp xếp thiên thượng trong một thời. Lần đầu tiên chưa biết châu Phi là ở đâu mà dám lên máy bay đi là cũng hơi liều. Sáng đó là Boko Haram bắt nó tống tiền hơi căng. Chết, mất sáng lên. Nhưng mà vì nữa, tôi đam mê điều này, anh chị em ạ. Tôi muốn tin Chúa trong cái môi trường bát tít, những cái giáo hội truyền thống. Nhưng mà tôi không thở đâu với những việc đó, còn tôi đi tìm kiếm như thế. Và khi gặp được, tôi mới ngồi ra một điều. À, hóa ra, cái sự đào tạo của mình cần phải đâu, thay đổi. Cách hiểu của mình về đạo Chúa phải được thay đổi. Cái cách hầu việc Chúa của mình phải được thay đổi. Ta phải giống như Thánh, đúng như những gì Kinh Thánh chứ. Chúa Giê-xu đi tới đâu thì người ta được chữa lành giải cứu tới đó. Chúa Giê-xu đi tới đâu thì đám đông người ta kéo theo tới đó, em thấy không ạ? Các sứ đồ đi tới đâu, người chết sống lại, người què được đi, người mù được thấy, người điếc được nghe, và người ta đem người bệnh để đầy đường để cái bóng của Phi-rơ che cái che người nào cũng nhảy chạy. Đó là đạo Chúa, đó là tin lành quyền phép của Chúa. Nhưng hôm nay những hiện tượng đó đâu rồi? Anh em tự hỏi bản thân đi, những hiện tượng đó đâu mất rồi? Hay là Chúa mình chết rồi? Hay là Chúa ngủ quên rồi? Tôi nghĩ là không phải, do chúng ta ngủ quên. Do chúng ta ngủ quên. Và tôi muốn khích lệ hỏi Thánh Chúa, hãy tỉnh dậy. Tất cả cuộc sống của chúng ta hãy tỉnh lại. Và tôi ao ước ngày hôm nay anh em hiểu rằng anh em cần tan vỡ cuộc đời mình để bước vào vinh hiển của Chúa và gặp Chúa tại nơi đó. Cuộc đời chúng ta được biến đổi. Tôi nhớ cái đêm trước khi đi về Việt Nam, tôi được gặp gỡ tiên tri Didi Yose mặt riêng tư và ông nhìn tôi, ông nhìn nhà nói anh là đứa nào? Tôi là quý và anh khỏe không? Tôi nhìn ông này hay vậy. Ôi tôi gặp ông mà không khỏe cũng khỏe luôn chứ sao mà không khỏe được. Ba bà tôi nó khỏe lắm mà. Ông nhìn tôi đấy, mấy tay quả đầu cái bóp. Ông bảo anh hãy nhầm ảnh rồi về cầu nguyện cho người của anh. Tôi say với người say rồi quá chứ. Ngã xuống đi ban này say người say rồi. Mà tôi không hiểu là ông nói đó là nghĩa lý gì. Tôi hiểu là ông nhìn thấy một cái gì đó. Và ngay khi tôi nhầm ảnh điều này, anh em biết không? Tháng 5 2018 khi trở về với Hội Thánh, Hội Thánh bắt đầu gia tăng, giống tiền phép lạ bắt đầu xảy ra. Trước đó Hội Thánh của tôi ở chỗ 4-9-2 mới đầu 3 người, sau đó tôi cầu nguyện mãi mua 12 ghế về được 12 người. Tôi nói thôi con thỏa lòng được 12 sứ đồ rồi Chúa ơi, sao rồi đó biến đổi thế giới 12 sứ đồ, ok rồi đó. Rồi 30 năm trời cứ chập chờn thế này. Nhưng em ơi, khi mình chạm được đến quyền phép của Chúa, khi sự sức dầu của Ngài cứu độ đến đời sống của mình, có một điều gì đó không còn phải sức mình làm nữa mà sức Chúa làm anh chị. Lạ lắm. Tôi muốn chia sẻ cái điều này để đọc kết lời cho Hội Thánh của Ngài. Tôi muốn anh chị em được chạm đến cái nguồn quyền đó, mà nơi đó đang cảm thấy thật sự trong đời sống mình là có một gì đó đang hành động trong cuộc đời mình mà không phụ thuộc vào sự nỗ lực của mình nữa. Đó là lúc anh chị em bắt đầu khởi sắc cho công việc của Chúa Thánh. Và kể từ tháng 5 2018 tôi đã nỗ lực gì đâu. Anh em hỏi những nhân sự đây biết rồi, ông quý này với ông nhóc trong nhà ông rồi nào cũng cầu nguyện không nổi lên một cái gì cả, nhưng mà đụng vào đâu thì người ta được chịu lên thế đó. Anh em thấy tôi cầu nguyện trên xe tôi có nổ được gì không? Đó, không nổ được. Tôi chỉ ôm cái đầu đụng cái này mà ông sợ điện nó chạy ra người có cái phát điện đâu, tự nhiên thấy không rồi điện nó chịu lên người ta. Rồi Hội Thánh bây giờ tôi không biết là bây giờ phải mua bao nhiêu cái ghế nữa, tôi không biết luôn. Tự động anh em ở đâu đó họ nghe và họ đến, tự động những nhu cầu đó đó họ thấy họ cần mà họ đến không phải để tìm mình mà họ đến bởi vì Chúa Giêsu hiện diện tại Hội Thánh. Chúng ta thì tôi đâu có đẹp trai gì đâu mà người ta đến thăm, không có đâu đó là, nhưng mà người ta đến từ bốn phương, từ Hà Nội, từ miền Tây, từ Cao Nguyên, từ Đắk Lắk, từ Vũng Tàu, từ đủ thứ, bởi vì Chúa Giêsu hành động trong Hội Thánh. Tôi rất là anh em và những người hầu việc Chúa hãy đạt được đến điểm này để anh em xây dựng Hội Thánh theo kiểu của Ngài.
khi Đức Chúa Trời hành động với sự sức giàu lớn nhé, anh em không cần nỗ lực, mọi sự tự động, nguồn lực của thiên đàng sẽ xây dựng lên cho anh em. Anh em chỉ bước đi trong sự phong phục thôi. Chúa ơi, bây giờ Ngài nói gì con làm đó. Ngài bảo con ngủ, Ngài bảo con cầu nguyện, con cầu nguyện, Ngài bảo con giảng, bây giờ buổi sáng hôm nay con giảng gì Chúa, cho con lời, con giảng không, cho con mướn người khác giảng. Mình là công cụ, trở thành công cụ. Và anh em ơi, hãy hầu việc Chúa như vậy, rất là khỏe luôn, khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Và kết quả, nhiều người vô, được cứu, nhiều người chữa. Tôi để ý tôi thấy như này nha, chia sẻ thêm chút nữa cho anh chị em. Anh chị em gọi là được thích là tôi để tôi thấy trước đây khi tôi chưa gặp cái quân năng của Chúa đó, thật sự là thuyết phục một người tin Chúa, ôi sao lại tốt hết mọi người đang này, ôi anh chị tin Chúa dùm cái đi, tôi nói là rác hết cổ không lẽ không tin. Còn người kia nể quá bà thôi thì thôi tin chào mừng, nhà không không tin thôi chẳng kiểu vậy. Nhưng mà khi mà tôi thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động ấy, anh em nghĩ tôi thấy những anh chị lên đây trời, cha con xin được tin Chúa, xin được tin Chúa. Anh em có hiểu ý nghĩa không ạ? Khi Đức Chúa Trời hành động thì người ta chạy đến để xin tin Chúa cho mày tên gọi nữa. Ô, cái đó là sự khác biệt lắm. Có hai ngày hôm nay ở đây chưa tin Chúa mà lại không muốn tin không? Không muốn tin thì cũng đừng có chữa lành nha. Mà lên chữa lành là tôi đảm bảo tin luôn. Chúa hành động ra đi. Hả em? Ok. Rồi thôi giờ nói đến đây thôi, hết thời gian rồi, bây giờ mình giao lưu một chút, ok? Anh em hôm nay có nhận lãnh điều gì không? Có không ạ? Cảm ơn Ngài, tôi rất là mừng khi em đến nghe lời Chúa mà được bây giờ. Tại vì nói gì thì nói, sự chữa lành giải cứu không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là anh chị em phải được nghe và lớn lên bởi lời của Đức Chúa Trời. Đó mới là chính. Vấn đề chính trong cuộc sống tự nhiên không phải là hoa lá cành ăn phở bún mà phải đủ ba bữa cơm một ngày, amen nha. Lời của Chúa Trời là căn bản cho đời sống tâm linh chúng ta, và anh em phải lãnh hội được những cái điều đó để đời sống được lớn lên. Phải được thấy rung động trong lòng khi nghe lời của Chúa, anh em phải thấy có những quyết định được biến đổi khi nghe lời của Chúa thì cuộc sống tâm linh mình phải đột phá. Tôi nhớ những cái đời lời, những cái sự đó nó xảy ra trong đời sống của mình như vậy. Cho nên bây giờ anh chị em nào, anh chị em nào mà lãnh hội được tâm đắc gì đó, chia sẻ và nghe lại. Và mời anh cuối cùng đi. Cuối cùng đi. Cảm ơn Chúa. Điều con tin tắc hôm nay là không phải nếu mình thành công trong đời này không có nghĩa là mình thành công trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và có nghĩa là những việc điều mà mình sẽ giúp được trong đời này mình có thể sử dụng được trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Nếu mình muốn hầu việc Chúa, trước hết mình cần phải trải qua quá trình sự tan vỡ. Chúng ta cần phải ngã qua lưng ngựa của mình, giống như sứ đồ Phaolô, lưng ngựa của sự kiêu ngạo, sự tự cao. Chúng ta cần phải trải qua những quá trình đó, và chúng ta không thể sử dụng sức riêng của mình được, mà chúng ta phải để Chúa hành động qua mình để thực hiện việc Chúa. Cảm ơn Chúa, bỏ tay cho người này nghe chút ạ. Cảm ơn Chúa vì một cái lễ thật rất là quan trọng mà người này chúng ta đã nói được, phải không ạ? Thành công trong đời này không có nghĩa là thành công trong vương quốc của Chúa. Những điều mà áp dụng trong đời này không có nghĩa là áp dụng được trong vương quốc của Chúa. Và chúng ta cần phải ngã xuống con ngựa của mình. Con ngựa tiền tài, con ngựa kim căn, con ngựa địa vị, con ngựa danh vọng, nhiều con ngựa lắm mà chúng ta đang cởi lên đó. Phải ngã xuống để thấy được ánh sáng. Và lúc đó chúng ta mới có thể cảm ơn Chúa vì điều mà người em mình học được. Còn ai nữa? Điều gì khác không ạ? Xin mời người em kia. Em thích mình nhỉ? Cảm ơn sư, hôm nay em được nghe sứ điệp của Chúa là đến gần Chúa để có tấm lòng tan vỡ. Thì khi có tấm lòng tan vỡ thì sẽ bỏ được đi sự kiêu ngạo trong lòng của mình. Khi bỏ được đi sự kiêu ngạo trong lòng của mình rồi thì mình sẽ thấy Chúa, nghe tiếng Chúa, và mình sẽ gần gũi Chúa hơn. Thì khi mà mình gần gũi Chúa thì mình sẽ thấy được cái tội lỗi trong người mình bật ra. Thì khi mà mình thấy được cái tội lỗi của mình bật ra thì mình mới có thể từ bỏ cái tội lỗi đó. Cảm ơn. Và mình đến gần Chúa để thấy mình nhỏ bé, còn Chúa thì vĩ đại. Cảm ơn. Đến gần Chúa để mình bước vào cái kế hoạch của Ngài. Và khi bước vào kế hoạch của Ngài thì phải đúng tiêu chuẩn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, bỏ tay người em. Em thấy cái quy trình đó mà, một cái quy trình rất là rõ ràng của Đức Chúa Trời mà người đang chúng ta đã lột tả được. Mình phải tan vỡ, đến gần Ngài. Mình phải đến gần Ngài. Chúa ơi, con cần Ngài. Đến gần Ngài để tan vỡ.
Khi tan vỡ thì lòng kiêu ngạo chết đi. Lòng kiêu ngạo chết đi thì mình thấy Chúa. Khi mình bước vào sự vinh hiển của Chúa rồi thì mình mới thấy được cái tội lỗi của mình, thấy được chính con người của mình. Giống như cái nhà này mà anh em tắt điện đi thì anh em tưởng đâu là nhà sạch lắm, nhưng mà bật ánh sáng lên thì bụi cát này. Chỉ khi nào ánh sáng chiếu vào, mình phải thấy được chính mình. Và khi mình xưng tội rồi, Chúa tha thứ tội lỗi rồi thì mình bắt đầu tẩy sạch tấm lòng rồi thì mình nghe được Chúa. Nghe được Chúa thì mới có thể bước vào kế hoạch của Chúa được. Cái quy trình là rất là rõ ràng hàng ngày mà. Cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi thầy Chúa còn anh chị nào khác không? Có điều gì mà mình tâm đắc trong bài giảng hôm nay nữa không? Có điều gì học được nữa không? Thế rồi à? Nói còn một tiếng mà có hai người thôi à? Cảm ơn nhà, không sao. Ừ, biết là anh chị hiểu, nhưng mà có thể là diễn đạt nó hơi khó. Cho nên là thôi, xin Chúa ban phước cho lời của Ngài. Và tôi tin rằng sau lời chia sẻ ngày hôm nay, nó như đời dấy lên cho vương quốc của Ngài. Amen. Đó là điều mà nào luôn. Đó là điều nào luôn. Anh em ơi, 98 triệu đồng bào này không thể một hai người mà có thể cứu họ hết. Chúng ta cần một đạo quân của Đức Chúa Trời để cứu họ. Đạo quân Hội Thánh Tây Nguyên nó phải một khắp nơi. Anh chị Hội Thánh một khắp nơi mà Hội Thánh Tây Nguyên đó, Hội Thánh đó mới có thể chống chớp được và đẩy sạch cái quy luật tối tăm ra khỏi cái khu vực đó. Phải Hội Thánh Nguyên này khắp nơi từ Bắc Chí Nam đó, để giải cứu 98 triệu đồng bào của chúng ta từ việc cao cho đến việc xuống khỏi việc nô lệ của sự. Anh em cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúng ta có thể hát một bài hát tại khen Ngài. Chúng ta hãy tôn vinh Chúa, và chúng ta trong khi tôn vinh Chúa, chúng ta bước vào sự cầu nguyện cho những nhu cầu của anh em ha. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.